cảm ơn ông Nguyễn Văn Liêm và cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đến đây ngày hôm nay. Và như vậy là ngày hội hiến máu lễ hội Trăng Hồng 2016 đã chính thức khai mạc tại Viện Bảo vệ Thực vật. Và hy vọng rằng với những tiếng trống mà Nguyễn Văn Liêm vừa đánh lên, tất cả chúng ta sẽ có được nỗ lực, quyết tâm và có được sự hy vọng cao nhất trong ngày hôm nay. Trăng Hồng sẽ diễn ra vào ngày mai để thu được về những đơn vị máu quý giá giúp cho các